Thưa quý vị, gần đây trên mạng xã hội xôn xao anh Bùi Xuân Huấn đăng tải thông tin kêu cứu về gặp sắc rối pháp lý liên quan đến chiếc xe máy mang biển số 97B1 ở ngũ quý 9 một cách đây một năm. Vâng, theo đó thì lãnh đạo công an tỉnh Bắc Cạn thì đang giao các phòng nghiệp vụ nhằm kiểm tra và làm rõ thông tin liên quan tới việc anh Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng và một cá nhân trên địa bàn tranh chấp về biển số ngũ quý 9 này. Hiện tại công an tỉnh đang giao các phòng nghiệp vụ vào cuộc kiểm tra làm rõ các thông tin đối chiếu có liên quan. Trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến việc kê khai giá bán nộp thuế trong việc mua bán. còn chức năng sẽ xử lý nghiêm nếu phát vi vi phạm. Trước đó anh Bùi Xuân Huấn đã đăng tải thông tin kêu cứu vì gặp rắc rối pháp lý liên quan đến chiếc xe máy biển kiểm soát 97B1 999999 -99, mua cách đây 1 năm. Theo chia sẻ của anh Huấn, chiếc xe máy biển số ngũ quý chín này được mua của người đàn ông ở Bắc Cạn vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 với mức giá là 490 triệu đồng. Tuy nhiên thời gian gần đây khi anh muốn liên hệ với chủ cũ của xe để làm thủ tục chuyển đổi biển số ngũ quý 9 sang xe khác thì chủ cũ không hỗ trợ và nói chỉ bán xe chứ không bán biển số. Bùi Xuân Huấn cho biết thời điểm mua chiếc xe Honda SH biển số rất VIP này đã có giấy tờ kèm theo và người thân của Huấn Hoa Hồng đã tìm gặp chủ cũ để giải quyết nhưng đều bị từ chối. và một sự việc liên quan đến hàng trăm phụ huynh đến trường tiểu học Tây Mỗ 3, thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hơn 22 giờ đêm ngày 21 tháng 8, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm mới đưa ra thời hạn giải quyết vấn đề phụ huynh chuyển trường về tiểu học Tây Mỗ 3 cho con em mình. Vâng, và sự việc này được cho là những xuất phát từ những nội dung không thống nhất trong cách làm việc của các bên có liên quan. Theo đó, đề án thành lập quy mô trường tiểu học Tây Mỗ 3 năm học 2024-2025 dự kiến có 30 lớp và 1.382 học sinh. Một ghi chú nêu rõ, đối tượng học sinh được tiếp nhận là tách học sinh từ khối 2 đến khối 5 năm học 2023-2024 của trường tiểu học Tây Mỗ và Lý Nam Đế. Những học sinh này phải thuộc các tổ dân phố 7, 8, 9, 10, 11 và 12 và tòa nhà chưa phân tổ trong nội khu đô thị. Ngày 15 tháng 7, phụ huynh học sinh trường tiểu học Lý Nam Đế nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm về việc khảo sát nguyện vọng chuyển trường từ Lý Nam Đế về Tây Mỗ 3 khi trường được thành lập. Nhóm bình chọn để cô gửi số lượng danh sách về nhà trường. Ngày 15 tháng 8, trường tiểu học Lý Nam Đế ra thông báo phụ huynh các lớp có nguyện vọng cho con chuyển về trường tiểu học Tây Mỗ 3 chủ động đến trường tiểu học Tây Mỗ 3. Đến ngày 20 tháng 8, hiệu trưởng trường tiểu học Tây Mỗ 3 từ chối nhận đơn xin học với lý do ban giám hiệu mới nhận công tác không có chức năng tuyển sinh. Bất ngờ cũng như là bức xúc nên hàng trăm phụ huynh đã kéo đến trường tiểu học Tây Mộ 3 và sáng sớm ngày 21 tháng 8 và ở lại đây gần 16 tiếng đồng hồ để chờ lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận Nam Từ Liêm trước thời hạn giải quyết vụ việc vào 15 giờ ngày 23 tháng 8. Và trả lời những văn bản được phụ huynh đưa ra trong cuộc đối thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ, Nguyễn Đăng Cường xác nhận các cái văn bản này. Đồng thời cũng cho biết là quy mô dự kiến nêu trên được căn cứ trên cái điều tra thực tế tại cái thời điểm đó. Vâng, và phía Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết, các cơ quan liên quan sẽ giả soát tổng hợp, phân loại đối tượng ở trong số 524 đơn nhận được trong ngày 21 tháng 8 để có thể báo cáo Ủy ban nhân dân quận đề xuất phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng của học sinh theo quy định. Thời hạn phụ huynh nhận được thông báo chính thức vào chiều ngày 23 tháng 8. Mới đây thì một phụ nữ ở bang Florida, Mỹ đã đệ đơn kiện Google cáo buộc là công ty này đã chậm trễ trong việc gỡ bỏ ứng dụng lừa đảo có tên là Yobit Pro khỏi cửa hàng Google Play, vốn đã khiến bà mất hơn 5 triệu đô la Mỹ tiền điện tử. Theo đơn kiện, nạn nhân Maria Vaca đã đầu tư vào ứng dụng Yobit Pro từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2023. Khi số dư trong ứng dụng lên tới là 7 triệu đô la Mỹ thì bà Vaca đã cố gắng rút tiền nhưng bị yêu cầu phải nộp thêm 500.000 đô la Mỹ tiền thuế sau khi nộp thêm tiền, ứng dụng tiếp tục yêu cầu thêm 2 triệu đô la Mỹ nữa. Và bà Vaca đã từ chối và bị đe dọa sát hại qua ứng dụng WhatsApp. Bà Vaca đã báo cáo vụ việc này cho cơ quan chức năng và cục bảo vệ tài chính người tiêu dùng. Đơn vị này đã chuyển tiếp đơn khiếu nại tới Google ngay trong ngày. Tuy nhiên phải mất tới 3 tháng Google mới gỡ bỏ ứng dụng Yobit Pro khỏi Play Store. Đơn kiện cáo buộc Google đã có những tuyên bố sai lệch khiến bà Vaca tin rằng Play Store an toàn và không có ứng dụng lừa đảo. Bà và gái yêu cầu Google bồi thường ít nhất 5 triệu đô la Mỹ tương đương với số tiền mà bà đã mất. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên Google phải đối mặt với vấn đề ứng dụng lừa đảo tiền điện tử trên Play Store. Cụ thể hồi tháng 4, công ty đã kiện hai nhà phát triển vì đã đưa tới 87 ứng dụng lừa đảo trên nền tảng này. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ứng dụng lừa đảo trên các chợ ứng dụng, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử. Một nhóm bác sĩ Iran mới đây đã báo cáo một trường hợp kỳ lạ. Trong đó, họ buộc phải lấy hơn 450 vật kim loại nhỏ ra khỏi dạ dày của một người đàn ông 37 tuổi. Các bác sĩ phát hiện gần 3kg ốc vít, đai ốc kim loại, chìa khóa, mảng bám và các bộ phận kim loại khác cũng như là đá sỏi bên trong cơ thể bệnh nhân này. Những bức ảnh chụp x-quang đáng kinh ngạc cho thấy khối kim loại chặn lối ra của dạ dày người đàn ông, gây ra cơn đau dạ dày mãn tính và nôn mửa thường xuyên, khiến anh này không thể ăn hoặc uống. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân này đã được chẩn đoán mắc chứng loạn thần, một tình trạng tâm thần khiến cho người bệnh mất kết nối với thực tế. Anh ta có thể đã dành 3 tháng để nuốt hết số kim loại trong bụng. Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa người đàn ông đi phẫu thuật và thông qua một vết rạch ở dạ dày, họ đã lấy ra tổng cộng 452 ốc vít, đai ốc, chìa khóa, đá và các bộ phận kim loại khác nặng khoảng 2,9 kg. Bệnh nhân được cho là đã hồi phục tốt sau ca phẫu thuật và ngay sau đó được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần. Các bác sĩ cũng không nêu rõ nguyên nhân khiến cho người đàn ông này mắc chứng loạn thần, nhưng họ lưu ý rằng ông ta nghiện thuốc phiện nặng. Cristiano Ronaldo đã tạo nên một cơn sốt thực sự trong làng bóng đá sau khi lập kênh YouTube riêng có tên là Juá Cristiano. Chỉ sau hơn một giờ, kênh này đã đạt nút bạc với 100.000 người theo dõi và đăng ký. Và trong hơn 3 giờ, kênh của Ronaldo đã đạt nút vàng, 1 triệu người đăng ký. Và chưa dừng lại ở đó, kênh của Ronaldo đã xác lập kỷ lục chưa từng có của YouTube. Sau 11 giờ 30 phút, kênh của Cristiano đã đạt nút kim cương với 10 triệu người đăng ký. Đây là kỷ lục không tưởng trong lịch sử YouTube. Không một ai có thể đạt được nút kim cương trong thời gian nhanh tới như vậy. Trước đó, kỷ lục này thuộc về kênh của MrBeast, Jimmy Donaldson, khi mà đạt nút kim cương sau 132 ngày lập kênh YouTube. Hiện tại, kênh của MrBeast có 311 triệu người theo dõi và đăng ký. Đây là thách thức lớn mà CR7 cần phải phá vỡ. Trong khi đó Messi lập kênh YouTube cách đây 10 năm và có 2,26 triệu người theo dõi. Cristiano Ronaldo không chỉ là kỷ lục gia trên nền tảng YouTube, cầu thủ này còn có hơn 900 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội khác như là Instagram 633 triệu tài khoản theo dõi, Facebook 170 triệu lượt thích và Twitter 112 triệu tài khoản theo dõi. Điều đó cho thấy quyền lực rất lớn của siêu sao người Bồ Đào Nha trên mạng xã hội. Kênh Chua Cristiano hứa hẹn cung cấp cho người hâm mộ cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống cá nhân và sự nghiệp của Cristiano Ronaldo. Hiện tại kênh này đã đăng tải 19 video và thu hút hơn 30 triệu lượt xem. Việc kênh YouTube tăng trưởng cách chóng mặt có thể giúp cho Cristiano Ronaldo thu về khoản tiền rất lớn. Trước đó, mỗi bài quảng cáo trên trang Instagram của anh có giá tới 3,2 triệu đô la Mỹ.